Dạ bà chủ con trên lầu á, mời ông vô thôi con. Dạ trong này nè. Lên trên này. Lên đây không? Bà chủ con ở trong phòng á. Ông đợi con chút nha. Bà ơi. Gì con? Có người gặp bà. Ai vậy? Con đưa người ta vô phòng khách đi. Chị chàng ơi, mời phòng khách chi mất công, con dẫn lên đây luôn rồi. Ủa? Ai mà con đưa người ta lên đây? Ai biết? Nói là người quen của bà. Mẹ. Xin lỗi. Mấy bữa nay tôi lu bu quá nên tôi không báo tin cho ông được. Anh Hoàng báo tin cho ông hả? Con đi thay nước bình bông đi. Con mới thay qua rồi. Thay lần nữa không sao. Mày đi nước hè. Đã mời chơi ông ơi. Anh cũng xin lỗi. Đến mà không nói trước. Anh biết hôm nay là đám nói của con nên anh có chút quà gửi cho con. Mong là con sẽ thích nó. Con cảm ơn. Thôi anh xin phép. Khoan đã. Dù sao thì ông cũng tới đây rồi. Thôi thì mời ông ở lại. Một lát nữa bên nhà trai tới, sẵn tiện cũng giới thiệu với người ta luôn. Giới thiệu để cho người ta biết là con Hương nó vẫn còn có cha, có mẹ. Tới rồi bà ơi, tới rồi bà ơi. Dạ chào bà. Dạ trong này. Dạ. Thưa anh chị, dạ thưa anh, tôi là mẹ của cháu Thắng. Hôm nay ngày lành tháng tốt, tôi xin phép đến đây làm cái lễ dạm ngõ. Tôi biết là hai cháu đã tìm hiểu và yêu thương nhau. Và bây giờ là đến lúc chúng ta cho phép các cháu chính thức đến với nhau. Nếu như có duyên có phận, thì tất cả mọi người sẽ trở thành người một nhà. Dạ vâng, chào chị. Tôi xin đại diện cho gia đình cháu Hương nhận lễ của gia đình chị. Kể từ ngày hôm nay, cháu Thắng được xem như là con cháu trong gia đình chúng tôi. Tôi xin phép được giới thiệu gia đình họ nhà gái. Đây là ba mẹ của cháu Hương. Còn tôi thì là bạn thân của gia đình, thì cũng được xem như là chú của cháu. Xin mời anh chị chúng ta ngồi. Dạ, con mời, con mời bạn. Mời anh. Mời chị. Không được uống. Em làm cái gì vậy Tài? Có ai mà đi ngồi xui với người bị nhiễm HIV bao giờ hả chị? Em nói cái gì vậy? Ai nhiễm HIV? Cậu không được nói bậy. Nói bậy hả? Hãy ổng thì biết kìa. Là chuyện của mình kết thúc đã 3 năm rồi. Mà sao em cứ bới nó ra hoài vậy Tài? Hơn ai hết, em biết anh nhiễm HIV từ ai mà. Anh nói câu khác đi. Từ em. Chính cái cách sống sa đọa của em
làm em trở thành người nhiễm HIV. Và anh nè, anh là người chịu cái hậu quả đó. Em còn muốn gì nữa Tài? Em muốn anh quay về với em. Em nghĩ em cứ sống như vậy mà hai đứa mình quay về với nhau được hả? Em hận anh. Lúc mà em trẻ, em khỏe, em đẹp á, anh đã bỏ tất cả mọi thứ. Anh bỏ cả gia đình của anh để đi theo em. Vậy mà chỉ vừa phát hiện em bị nhiễm HIV thôi, anh ruồng bỏ em. Dễ dàng quá Khang ha. Em có nhớ lầm không vậy Tài? Cái ngày hai đứa mình cùng nhận kết quả HIV dương tính, anh là người đứng bên cạnh em này Tài. Cũng chính anh là người yêu cầu em đi điều trị. Em đã không chấp nhận điều trị, em lại còn dấn sâu vào cái vũng bùn của em nữa. Chính điều đó đó Tài, làm anh phải quyết định xa em. Anh biết cái chọn lựa đó của anh làm cho em đau lắm, nhưng mà anh nè, anh cũng đau không kém đó Tài. Vậy thì đừng làm nhau đau nữa. Em biết là anh còn yêu em. Anh Khen à, về với em đi anh. Mình về với nhau đi Khen. Anh không phải là người em từng biết nữa. Bây giờ anh đã có cuộc sống khác rồi. Chuyện của mình kết thúc thật rồi. Chưa đâu Khang. Mọi chuyện không kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Nó chỉ mới là bắt đầu thôi. Anh Khang, trời ơi, anh đi đâu mà làm cho em gọi hoài không được vậy? Hả? Sao anh không bắt máy của em? Là em lo lắm luôn đó. Anh Khang, Hương đâu mẹ? Ở trên lầu quá con. Dạ. Hương ơi, Hương, Hương ơi, Hương, mở cửa cho anh đi em. Là anh này Hương. Hương, Hương, mở cửa cho anh đi em. Hương ơi, Hương. Hương.
anh về đi. Em không có muốn gặp anh nữa, anh về đi. Anh xin em à, mở cửa cho anh đi em. Hương, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Đêm hôm qua giờ con ở đâu? Má nhắc lại một lần nữa, mình sẽ không bao giờ làm thông gia với gia đình họ. Má sẽ không bao giờ chấp nhận làm thông gia với gia đình một người mà có người nhiễm HIV. Làm thông gia với họ là mất danh dự nhà mình, con biết không? Con xin má đừng làm khó con. Ông ấy là ba của Hương, ông ấy thoát ly khỏi gia đình Hương từ lâu lắm rồi má. Cái điều hối hận của má nhất bây giờ là má đã không tìm hiểu kỹ về gia cảnh của cô ta. Cha như vậy thì con cái như thế nào? Má đừng nói như vậy. Ông ấy là ba của Hương, cũng là thầy của con nữa. Cái gì? Thôi được rồi, má cấm. Bắt đầu từ giây phút này trở đi, không có quan hệ gì với ông ta. Má cấm nữa nghe chưa? Má đừng làm khó con. Hạnh phúc của con xin má để con tự quyết định. Thắng, Thắng, Út, em đi đâu vậy? Chị hỏi anh chi, kệ tôi đi. Út à, nghe chị nói nè, sao em biết ông Khang nhiễm HIV? Út, đó thấy chưa, ảnh đó không? Chính xác rồi. Ghê vậy. Cắt nè, cho cái bát nè. Anh giải thích sao về việc này? Tôi không có gì để giải thích. Bác sĩ Khang, đúng ra chuyện này là chuyện cá nhân của anh, bệnh viện của chúng tôi không có quyền xen vào. Nhưng mà anh nhìn đi, những cái hình ảnh nhạy cảm của anh bây giờ nó lan truyền trên các trang mạng xã hội tốc độ chóng mặt, chưa kể là trên fanpage của bệnh viện nữa. Còn gì là bộ mặt của bệnh viện chứ? Bây giờ tôi đề nghị giám đốc phải có một quyết định chính xác để dập tan cơn bão đang nổi loạn ở trong bệnh viện kìa. Thôi, bác sĩ Dân cứ bình tĩnh, uống nước đi. Anh công tác ở bệnh viện của tôi với tư cách là cố vấn chuyên môn, nhưng mà chỗ thân tình thì tôi nói thẳng, anh nên nghỉ việc một thời gian đi, cho mọi chuyện nó lắng xuống rồi tự động chúng tôi sẽ gọi điện mời anh công tác trở lại ha. Mẹ biết chuyện này đúng không? Mẹ biết chuyện này đúng không? Đó là lý do tại sao ông bỏ đi. Tại sao ông bỏ đi đúng
Hút thuốc đi anh. Cảm ơn em. Anh nhớ hút thuốc đúng giờ nha. Để đó lát anh uống được không? Anh nghe Huy ơi. Anh Phong hả? Anh ơi, em thấy tinh thần của anh Khang giờ tệ lắm. Em đưa thuốc cho ảnh mà ảnh không chịu uống. Bây giờ em phải làm sao đây anh? Chắc là ảnh có vấn đề gì đó, hay là ảnh buồn gì đó, ảnh không uống thuốc. Em lo quá, chắc là phải có chuyện gì rồi. Anh ơi, bây giờ em sợ quá à. Bây giờ vậy nè, em thuyết phục ảnh uống thuốc đi. Nếu như ngày mai mà ảnh vẫn không uống thì em gọi điện lại cho anh. Anh chạy qua nghe em nha. Dạ, em biết rồi ạ. Mẹ con Hương sao rồi mày? Con Hương á, nó ở trong phòng không có gặp ai hết á. Còn Quỳnh á, thì cứ lặng lẽ. Tội của tao nặng quá. Sao lại tới nông nỗi này Hoàng ơi? Tao muốn đi gặp họ. Không có được. Cái lúc này mày quá là làm mọi chuyện nó chỉ có rối tung lên thôi. Đợi mấy bữa mọi chuyện nó lắng xuống thì tao đưa mày qua. Tao chỉ muốn chết thôi. Chắc chỉ có cái chết mới giúp tao trả được hết nợ này cho mẹ con họ. Chết hoài. Lúc này đây á, là mày phải mạnh mẽ và bình tĩnh để vượt qua cái cơn bão này. Mày làm như là mày có nhiều mạng lắm á. Đòi chết hoài. Bệnh tim bẩm sinh của Ân Hương không chịu nổi mấy cái cú sốc nặng như vậy đâu. Mày chăm sóc nó kỹ giùm tao như vậy. Biết rồi. Mày nói với tao cái chuyện này bao nhiêu lần rồi. Tao nhớ rồi. Từ xưa đến giờ hai gia đình mình là thân thiết với nhau. Quỳnh á, còn là bạn, bạn chung của tụi mình từ xưa đến giờ. Thì cái việc chăm sóc Quỳnh là bổn phận của tao. Thôi, để tao về bên kia, tao coi tin tức như thế nào, rồi tao nói cho mày nghe. Uống thuốc đi. Lát tao uống. Nếu hồi đó Quỳnh không chọn tao mà chọn mày, chắc cô không khổ như vậy phải không mày? Tao lao. Alo, giờ Phong nghe. Trời anh ơi, chết em rồi. Anh giúp giùm em với anh ơi. Sao vậy em ơi, em bình tĩnh, có gì nói anh nghe. Trời anh ơi, trời chuyện khó nói quá, chết em rồi. Em bị sao, em bình tĩnh nha. Dạ, trời bình tĩnh nổi anh ơi. Em với chồng em á, đang làm chuyện đó. Giờ tự nhiên thấy bị sắt rồi. À, em bị rách bao cao su phải không? Dạ đúng rồi anh. Ừ, hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ, em với chồng em quen nhau 2-3 ngày rồi.
Mới 2-3 ngày phải không? Hai đứa có đi nhau xét nghiệm HIV chưa? Trời ơi, quen nhau 2-3 ngày xong xét nghiệm được anh chết rồi, chúc giùm em. À, rồi, bây giờ là tụi em muốn tư vấn về HIV phải không? Dạ đúng rồi, em lo quá, chưa bị rớt game lên mạng tìm được số của anh á, anh phải người tư vấn gì không anh? Ừ, anh biết rồi, thôi được rồi, bây giờ em bình tĩnh nha. Sáng mai em dậy, tụi em đi vô trong bệnh viện nhiệt đới á. Nếu em thuyết phục được luôn cả bạn em, hai đứa đi vô bệnh viện nhiệt đới để được uống điều trị phơi nhiễm nha em. Trời ơi, giờ sao ngủ được anh, giờ em đi liền được không anh, chết luôn á. Nếu em muốn đi liền bây giờ cũng được. Tụi em đi thẳng vô trong bệnh viện nhiệt đới, vào phòng cấp cứu. Tụi em trình bày cái trường hợp của mình á. Thì bác sĩ người ta sẽ xét nghiệm HIV cho em, sau đó là cho em uống 28 ngày thuốc phơi nhiễm nha em nha. Dạ dạ rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Chồng ơi đi chồng ơi, dạ okay. Chào anh. Ừ vậy em nha. Ừ chào em. Anh Khang, 9 giờ rồi uống thuốc đi anh. Em để ra đi lát anh uống. Anh đừng có như vậy. Em bỏ thuốc 2 ngày rồi. Nếu như mà anh cứ tiếp tục như vậy á, em lo lắm đó anh Khang. Anh uống thuốc đi. Anh đừng có hành hạ bản thân mình như vậy nữa mà anh. Em... Anh Khang ra ngoài đi. Anh uống cho em vui đi anh Khang. Em đi ra ngoài đi. Alo, anh Phong hả? Em Huy nè. Ông làm nghe Huy ơi. Anh ơi, mấy ngày nay tinh thần của anh Khang tệ lắm. Ảnh không có gì uống thuốc. Dạ em, anh uống thuốc mấy ngày rồi? Dạ, 3 ngày rồi. Mà anh còn la em nữa. Mà được rồi, sáng đi anh qua bên đó, anh thuyết phục anh Khang uống thuốc em nha. Dạ, em cảm ơn anh nha. Dạ, em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Anh đi đi. Anh biết đi đâu bây giờ? Đi con đường anh đã chọn. Anh xin lỗi. Anh sẽ có trách nhiệm với mẹ con em. Không cần đâu. Con Hương sẽ lớn lên với tôi. Nó sẽ không biết gì về bí mật của ba nó đâu. Tay với hạnh phúc đến quá ngắn có gắn đâu được.
ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con, vì con là con ba, con của ba rất ngoan, vì con là con mẹ, con của mẹ rất hiền. Yo. Ai? Em đang làm cái gì vậy? Sinh nhật em mà anh. Chắc bạn về chơi chút xíu. Chơi mấy cái thứ này á hả? Anh quan tâm làm cái gì? Anh hẹn em mấy giờ? 7 giờ của anh đây đó. Anh có ca mổ cấp cứu. Lạ lắm hả? Em không quan tâm. Hôm nay là sinh nhật của em. Em không cần. Sinh nhật mà phải cần bánh kem chứ. Tiếp tụi bay. Em làm cái trò điên khùng gì vậy Tài? Sinh nhật em mà. Vui mà. Tài, em lấy bạn em về đi. Em xin lỗi anh, tụi em hơi quá chén. Anh dùng hết ly này với em đi rồi, tụi em về. Uống đi anh, uống cho tụi em vui. Vậy là anh đã bỏ thuốc 3 ngày rồi anh. Anh biết như vậy là không có tốt mà. Hơn ai hết, anh hiểu rằng ngừng uống ARV sẽ có hậu quả như thế nào mà. HIV sẽ quay trở lại, kéo theo hàng loạt bệnh nhiễm trùng cơ hội, rồi nguy cơ kháng thuốc nữa. Từ bỏ điều trị là quay lưng với sự sống. Anh biết như vậy mà. Viên thuốc ARV nặng lắm, em biết. Nhưng nó cũng quý lắm. Quý giá như từng sinh mạng mà anh đã từng cứu giúp. Anh đã nỗ lực vượt qua bệnh tật và anh đã thành công. Bây giờ mà ngừng uống thuốc á, tất cả những nỗ lực từ trước tới giờ xem như mất hết. Anh dạy em, uống thuốc ARV là phải bảo vệ gan. Không được uống rượu bia, không được sử dụng chất kích thích. Vậy mà bây giờ anh dày nè. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi anh. Chỉ là anh có đủ kiên nhẫn để chờ được đến lúc đó hay không? Vì Huy cũng được, vì cộng đồng cũng được, hay vì chính bản thân anh cũng được. Anh có quyền thất vọng,
nhưng anh không được quyền tuyệt vọng. Như qua trao đổi với hai anh qua điện thoại, trường hợp của em Tuấn đến với phòng khám của chúng tôi khá muộn, CD4 chỉ còn 74 tế bào. Hiện em đang bị nấm miệng và nấm thực quản. Phòng khám chúng tôi đang điều trị cái glucolazone nhưng không hiệu quả. Tôi với Phong có ghé qua thăm em rồi chị ạ. Lúc nói chuyện với em thì tôi thấy em hơi lơ mơ một chút. Tôi nghĩ là em bị nấm não mất rồi. Có lẽ là mình nên đi kiểm tra cho em thêm về thần kinh nữa. Chị nghĩ sao? Tôi hoàn toàn đồng ý. Vì trường hợp em Tuấn, em đến muộn, cái CD4 rất thấp, do đó cái tỷ lệ nhiễm trùng cơ hội rất cao, sẽ bị dễ bị là nấm não, viêm màng não, lao. Vậy em đưa em và bác Khang đưa Tuấn đi bệnh viện nhiệt đới nha chị. Tôi hoàn toàn đồng ý. Trường hợp này cũng là khó khăn, cho nên là em sẽ huy động thêm mạnh thường quân để hỗ trợ cho bạn này. Như vậy là tốt quá. Có gì hay anh cho tôi hay để chúng ta cùng hỗ trợ, giúp đỡ cho em. Dạ. Em cảm ơn chị. Không có chị với lại bác sĩ Khang á, thì tụi em cũng bất lực trước nhiều ca bệnh lắm. Cũng hy vọng là các em sẽ tiếp cận điều trị sớm đúng không chị? Chứ không để muộn thì không nên đúng không chị? Đúng rồi, chúng ta hy vọng như vậy. Dạ. Em có nói thường xong rồi đó. Ê, thứ bảy chúng ta có ngày mở hàng luôn ha. Ê, đẹp quá. Giá thẻ này lên đi. Má chiếu quá má. Ê, anh Khang. Anh mới về. Anh mấy đứa ngồi chơi nha. Dạ. Anh Khang, em có pha nước cam để trong tủ lạnh á, lát nhớ uống nha. Rồi, lên lầu trước. Tình cảm quá trời ha, hạnh phúc quá ha. Nước dạ. Cam. Nước cam. Nãy giờ ba người ngồi đây không có một giọt nước cam nào hết trơn á. Anh Khang mới về cái hả? Anh Khang, nước cam kìa. Ủa, tại vì mấy người không chịu nói. Ở đó chắc có à. Nè, mùa này mưa dữ lắm đó, nhớ mặc áo mưa nghe không? Trời, vai bị khùng. Mùa nắng chết. Trời. Trời. Nó ý nó nói vậy á là nó nói cưng á, làm gì làm cũng phải xài bao cao su nghe chưa? Chưa. Phải xài bao cao su. Dương Chiến. Cái gì đâu Dương Chiến. Xài đều đặn mỗi ngày. Trời ơi, mỗi ngày. Cái mỗi ngày luôn trời ơi. Chị là xài hoài luôn hả? Vậy. Trời đất ơi, trời ơi, nó sướng hơn cái xài mỗi ngày luôn đặn, tôi không có ai để xài. Phải rồi. Nhục không? Nhục. Nè. Sao? Yêu thì yêu, tin thì tin, mà quan trọng hơn hết á là phải an toàn. Thôi dễ sợ chưa. Rồi, lát tôi pha cho mỗi bà một ly nước cam. Cảm ơn. Thôi giờ làm đi. Anh uống nước xong rồi đi về đi. Em nghe anh nói nè, hôm đó sự việc xảy ra quá bất ngờ, nhất thời mẹ anh lại phản ứng như vậy, nên anh phải theo mẹ về để cho hai bên gia đình khỏi khó xử. Rồi anh sẽ tìm cách. Cách gì nữa? Mình chia tay đi. Mẹ anh không thể nào chấp nhận được gia đình em, và em cũng không bao giờ chấp nhận được người đàn ông đó. Đừng em, người ấy là ba em, hơn nữa lại là thầy anh. Sao? Sao em không biết gì hết vậy? Thầy là người sống khép kín. Có lần anh nói dắt em về ra mắt thầy, nhưng mà thầy không có chịu gặp. Thầy nói là thầy biết em, thầy rất tán thành chuyện của tụi mình. Anh đâu có ngờ thầy là ba em. Anh ơi, vậy bây giờ em phải làm sao đây? Em phải tin anh. Cho anh ít thời gian, anh sẽ thuyết phục mẹ cho tụi mình cưới nhau nha em. Uống nước đi. Nói nãy giờ chắc cũng khát rồi. Tóm lại, em muốn mọi việc bình yên đúng không? Dạ, dạ đúng rồi anh. Biến mất đi. Trả anh Khang về cho anh.
Được không? Không hả? Năm phút nữa cả cái thế giới này sẽ biết là ông Khang bị nhiễm HIV. Em không thể cùng anh đi hết quãng đường còn lại. Em xin lỗi. Anh đừng tìm em. Anh nhớ uống thuốc đầy đủ. Và đừng tự hại mình nữa. Hãy xem đó như là những gì anh sẽ dành cho em. Mãi mãi yêu anh. Alo. Em nói gì với Huy mà để Huy bỏ đi vậy? Anh không cần biết. Anh chỉ cần biết là em cần anh thôi. Em làm ơn để cho tôi yên được không? Hay là em muốn cho tôi chết để em mới vừa lòng? Hả? Anh nghe nè Phong. Anh ơi, anh đang đâu vậy anh? Anh đang ở nhà. Em có một ca bị suy hô hấp nặng dữ lắm, anh giúp giùm em với anh. Alo. Alo. Anh đây. Anh ơi, em có một ca bị suy hô hấp, anh tới liền giùm em được không anh? Anh tới liền. Dạ, giờ em qua đó luôn nha anh. Dạ. Dạ, mời chị uống nước. Sao má ở đây vậy? Dạ, dạ con chào bác. À, hôm nay tôi tới đây để xin chính thức từ hôn. Kể từ ngày hôm nay, hai gia đình chúng ta sẽ không còn gì quan hệ với nhau nữa. Má, má nói gì vậy má? Thắng, để cho má con nói. Cô Hương sẽ không bao giờ là con dâu của tôi. Nếu con muốn cưới cổ, để má chết đi. Má, giết má đi rồi cưới cô ấy. Má, theo má về. Má, đưa má về đi con. Dạ, chị về. Đi chị. Tôi không. Tôi. Mẹ xin lỗi. Tôi mà có hơi. Con thôi. Thôi nhẹ đi con. Ông tới đây làm gì? Con Hương sao rồi em? Bên nhà thằng Thắng vừa mới qua từ hôn. Cái gì? Ông đi đâu? Anh lên coi con sao. Không cần. Để cho anh khám cho con. Tôi nói để cho nó yên đi. Để cho nó yên đi mà. 15 năm rồi, mẹ con tôi đã chịu đựng quá đủ rồi. Sao ông không để cho mẹ con tôi yên? Hả? Tôi không cần ông. Hương, ra khỏi nhà tôi. Hương, tôi nói rồi, ông đi ra khỏi nhà tôi. Còn... ông đi ra khỏi nhà tôi, ông đi đi. Đi đi. Đi ra khỏi, đi đi. Hương. Hương ơi, đi đi.
hai, cho em ly nước với. Cô rót giùm tôi ly nước đưa cho em. Thôi, không cần đâu. Sao rồi em? Bạn đang điều trị muộn. Mấy hôm nay tụi em có cho uống fluconazole với lại cô Kim á. Nhưng mà không có hiệu quả mà hôm nay còn thấy bạn có triệu chứng tiêu chảy nữa. Cho anh xem chút. Em đỡ lên. Ngồi dậy đi. Tiếp. Được rồi. Được rồi. Anh nghĩ em cứ cho bạn uống tiếp cái liệu trình cũ. Anh Khang, em xin lỗi anh. Không sao đâu, nghỉ ngơi đi em. Con à, chú biết là con rất là giận ba con vì những cái điều mà ba con đã làm với mẹ con suốt bao nhiêu năm nay. Nhưng cũng từng ấy năm, ông ấy đã lặng lẽ theo dõi từng bước chân của con. Ông ấy không dám dính líu gì đến cuộc sống của con, bởi vì mang nặng một cái mặc cảm trong lòng quá nhiều. Chú không muốn những ám ảnh của quá khứ đè nặng lên tâm hồn của con nữa. Con hãy can đảm nhìn vào thực tại để an nhiên mà sống nghe con. Ngồi đi em. Sao hôm nay anh hẹn em ra quán cà phê lãng mạn quá vậy? Anh muốn dành cho em một bất ngờ. Bất ngờ gì? Má đã đồng ý cho tụi mình cưới nhau rồi. Có gì đâu bất ngờ. Em sao vậy?
Má anh đã qua nhà em nói chuyện với mẹ rồi. Vậy mà không cho anh biết. Anh à. Hả? Sao em? Em muốn trong ngày cưới của tụi mình sẽ có sự hiện diện của ba. Ngày mai em với anh sẽ đi gặp ba nha. Ba có đưa cho em vật này nè. Ba xin lỗi vì đã không làm tròn bổn phận đối với con. Bây giờ con đã tìm được nơi nương tựa, ba mừng lắm. Thời gian còn lại của chính mình, ba lại phải xin lỗi con lần nữa, vì ba không thể ở bên cạnh để chứng kiến hạnh phúc của con được. Những người có hoàn cảnh giống ba, đi đến bất cứ nơi đâu thì tình yêu của ba dành cho con vẫn là mãi mãi. Cầu chúc cho con luôn được hạnh phúc. Hãy chăm sóc mẹ giùm ba. Cảm ơn con. Tạm biệt con gái yêu của ba. Làm sao tìm ra niềm tin sống với con tim thật thà, làm sao đời không bỏ quên chiếc bóng cô đơn đang lặng nhìn cuộc sống. Đường quanh co phía trước ai biết ra sao, và rồi sẽ dẫn về đâu, lối đi nào cho ta về trong yêu thương. Làm sao tìm ra niềm tin sống với con tim thật thà, làm sao đời không bỏ quên chiếc bóng cô đơn đang lặng nhìn cuộc sống. Đường quanh co phía trước ai biết ra sao, và rồi sẽ dẫn về đâu, lối đi nào cho ta về trong yêu thương. Lối đi nào cho ta về trong. Không được uống. Em làm cái gì vậy Tài? Có ai mà đi ngồi xui với người bị nhiễm HIV bao giờ hả chị? Em nói cái gì vậy? Ai nhiễm HIV? Cậu không được nói bậy. Nói bậy hả? Hỏi ổng thì biết kìa.